Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi giáo đoàn Côlôse. Thưa anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì đau núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ. Và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thanh tra đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi. Liên quan đến anh em, đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầm niệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiện hắc biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người mà đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mọi người và dạy dỗ mọi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mọi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.